Sau nhiều năm không được trùng tu, Hải Vân Quan hiện xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường du lịch tại đây. Và việc công trình vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích cấp quốc gia sẽ là cơ sở để các địa phương bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị đặc biệt của di tích này. Hải Vân Quan là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật nằm trên địa bàn thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng chịu trách nhiệm quản lý di tích này. Đây là một cụm di tích lịch sử về kiến trúc quân sự của triều Nguyễn, được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng vào năm 1826. Công trình nằm ở độ cao 490m so với mặt nước biển, là cửa ải phía nam của kinh đô nên được triều Nguyễn bố trí nhiều hạng mục công trình phòng thủ quân sự như hệ thống thành lũy, nhà kho, pháo đài thần công. Sau khi xây dựng xong, vua Minh Mạng đã cho khắc ba chữ Hải Vân Quan lên cổng hướng về phía tỉnh Thừa Thiên Huế và 6 chữ Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan lên cổng hướng về phía Đà Nẵng.